anh em hay đi đá bóng xem tôi nói như này có đúng không nhá? Thì tôi thấy rằng là 9 trên 10 anh em ấy đi đá bóng thì anh em chỉ quan tâm là hôm nay đá trận nào, đá với ai thôi, hoặc là đá hay đá dở thôi, chả bao giờ anh em quan tâm đến việc là mình có cần sử dụng các cái phụ kiện, những cái hỗ trợ trong quá trình đá bóng không. Ví dụ như là đầu tiên nó chính là cái cuộn băng cao su lon này, đấy, để cuốn cổ tay này, cổ chân này, rồi là khớp gối này, để hạn chế được những cái chấn thương cho mọi người nhá. Tiếp đến là cái dây giày này. Đấy, rất ít anh em mua dây giày về phối cho đôi giày của mình nó sặc sỡ nó đẹp. Đấy, cái này thì chắc là do sở thích tùy từng người. Tiếp đến là mua những cái đôi tất về để thay thế, tránh cái việc mà chân mọi người bị mùi, giày bị mùi. Đấy, nhiều anh em người giặt tất của sơ mà cơ. Và tiếp nữa là về cái bình xịt này. Đấy, cái bình xịt khử mùi này. Đấy, rất ít anh em mua, có khi mua còn ít dùng cơ. Đấy, như bản thân mình có đây nhưng mà dùng cũng chắc cũng không phải trận nào mình cũng dùng được đâu. Như mình thấy thì mọi người sử dụng những cái phụ kiện đấy rất là ít. Thế nên là khi mọi người mua đồ bên mình ấy thì mọi người bắt buộc phải nhận những cái phụ kiện này ấy. Để cái anh em có dùng hay không dùng vẫn phải nhận đấy. Thì ví dụ như khi anh em mua những cái dòng giày như là ba sọc CT3 chính hãng này thì anh em sẽ được tặng là tất, được tặng tất hoặc là băng cao su lon hoặc là dây giày. Đấy, anh em có thể lựa chọn ở trong cái phần giỏ hàng. Tiếp là anh em nếu mà anh em mua những cái dòng như là Joker này, đấy, Camito này, đấy, thì anh em có thể lựa chọn những cái sản phẩm như là bịch xịt, tất hoặc là băng cuốn. Đấy, tùy anh em muốn tặng cái gì anh em ở giỏ hàng thì anh em có thể chọn luôn những cái phần quà mình tặng nhé. Nhưng mà bắt buộc phải chọn phần quà, chứ ông nào không chọn phần quà cũng không đặt được hàng đâu nhé. Đây, khi anh em đặt những cái dòng giày như là Mizuno này, đấy, thì anh em sẽ được mình tặng quà thêm những cái túi đựng nữa nhé. Những cái túi này thì đang giá là gần 100 cả. Đấy, thì mình sẽ tặng kèm thêm cho anh em, và kể cả những cái bình xịt đấy nữa nhé. Và ở đây kể cả bóng nữa đấy nhá. Thì khi anh em mua bất kỳ sản phẩm nào bên mình thì anh em đều bắt buộc phải nhận cả quà nữa nhá. Đấy, cái đấy là bắt buộc nhá, anh em có dùng hay không tôi không biết, anh em cho hay thì cho đấy, nhưng anh em đều phải chọn phần quà riêng cho mình nhá. Thì chúc anh em có thể lựa chọn được những cái đôi giày thích nhất đấy, nhận được những cái phần quà thì có thể là vui vẻ hơn đấy, có những cái trận cầu vui hơn nữa nhá.